quý vị nãy giờ chắc nghe buổi học khác thì chắc thấy có một chút khác biệt so với mọi khi không ạ? Tại vì anh Tuấn Ngọc mấy hôm nay bị khàn cổ, thành ra cái giọng cooler của anh lại càng cooler hơn. Em đem chanh với nước rồi thì bây giờ em có thể xin anh một điều không ạ? Xin điều gì? Này tôi nghe quen ở nhà tôi hay nghe lắm. Em có đem kỷ niệm nhà dọc lệ cho ngàn sau gồm 10 bài hát của nhạc sĩ Từ Công Phục. Nãy giờ trong kia cứ đợi mãi, may mà có một quý vị khán giả nào đó yêu cầu anh Tuấn Ngọc hát nhạc Từ Công Phục, bởi vì Quang rất là mê nhạc Từ Công Phục, mà nhất là lại do anh Tuấn Ngọc hát. Đĩa nhạc này có phần hòa âm của anh Duy Cường mà Quang trong suốt 20 năm qua Quang đã nghe không biết bao nhiêu lần. Và khi trong cái đĩa nhạc này thì em có một kỷ niệm rất là đặc biệt, bởi vì lúc em còn trẻ thì có làm đám cưới, và trong cái video đám cưới đó thì em có lồng một bài hát trích từ đám cưới của Quang. Đám cưới của Quang của anh. Đám cưới của em với vợ em. Thì trong đó có em có trích một bài hát ở trong cái đĩa nhạc này có tên là Tình Tự Mùa Xuân để lồng vào cái video đám cưới, bởi vì lời của bài hát rất là tuyệt và cách hòa âm của anh Duy Cường cũng như lối trình bày của anh Tuấn Ngọc thì khỏi phải nói rồi, quý vị. Là có nghĩa lấy cái bài hát đó để dùng trong đám cưới. Chú nói từ sẽ nói chuyện với mình qua. Tôi đang túng tiền đây. Bây giờ xin anh đòi quyền, đòi tác quyền rồi. Chính xác. Tôi chỉ cảm ơn chị Quang rất nhiều đã thích nhạc của tôi. Nhạc của anh Từ Công Phục, nhưng mà thích cái CD của tôi. Thì muốn nói có phải là để bán tắt, muốn nghe tôi hát bài Tình Tự Mùa Xuân đúng không? Dạ vâng, em xin thứ nhất là xin anh hát bài Tình Tự Mùa Xuân, và thứ hai là xin anh kèm chữ ký. Rồi chuyện nhỏ, xin chữ ký thì đừng có xin chữ khác. Ở nhà cũng xin nhiều lắm rồi. Rồi, và để tặng cho vợ hôm nay có đi chơi không? Rồi để tôi tặng cho Liên Quan với vợ là tên gì? Châu. Để tặng cho Quang với Châu. Chương trình lần này rất là đặc biệt là ca sĩ tặng cho MC trước khi tặng cho các bạn.